Tính đến thời điểm hiện tại, việc Quang Hải chia tay Bầu FC dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau 8 vòng đấu, những con số thống kê nghèo nàn vẫn đeo bám tiền vệ số 19. Ở trận đấu Bầu FC hòa Metz 1-1 vào rạng sáng ngày 9 tháng 4, đã là lần thứ 3 liên tiếp Quang Hải bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu kể từ đầu năm 2023. Việc không được ra sân thường xuyên khiến cho Quang Hải không thể duy trì được phong độ cũng như cảm giác chơi bóng tốt nhất. Có lẽ bây giờ, Quang Hải nên tìm cho mình một bến đỗ mới với cơ hội ra sân nhiều hơn. Thái Lịch ngay lúc này đây là phù hợp hơn cả cho việc cứu rỗi sự nghiệp của Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018. Kể từ khi trở lại Pro FC từ AFF Cup 2022, Quang Hải mới chỉ thi đấu 12 phút cho đội hình chính của đội bóng nước Pháp, bao gồm 1 phút trận gặp ANC và 11 phút trận gặp Lavaux. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị hoặc không được đăng ký thi đấu, phải đá cho đội B để duy trì cảm giác bóng. Tính cả từ khi khoác áo Bầu ở League 2, Quang Hải cũng chỉ có 2 trận đá chính, 10 trận vào sân thay người trong tổng số 20 trận dự bị. Dù đã ghi được bàn thắng sau 254 phút, nhưng rõ ràng ngôi sao đội tuyển Việt Nam vẫn chưa để lại dấu ấn đậm nét. Mọi chuyện càng khó khăn với Quang Hải khi Pau FC đang phải chật vật đua trụ hạng với 34 điểm sau 30 vòng đấu, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 8 trận nữa. Do đó, huấn luyện viên Tholos không thể tiếp tục thử nghiệm Quang Hải như giai đoạn đầu của mùa giải. Người đại diện của Quang Hải cho biết, trong tuần tới sẽ có cuộc đàm phán chính thức với ban lãnh đạo Pau FC để bàn về tương lai thân chủ mình. Có vẻ như việc không được ra sân đã khiến cho người đại diện của Quang Hải dần suy nghĩ về việc đi tìm bến đỗ mới cho tiền vệ sinh năm 1997. Mới đây, trên Facebook cá nhân của mình, ông Michel Forsini thậm chí còn ấp mở về việc Quang Hải có thể chuyển tới Thái Lan thi đấu. Người đại diện của tiền vệ đội tuyển Việt Nam cho biết đang chờ đợi một lời đề nghị thật sự hấp dẫn từ Thái Lịch và khẳng định đây không phải là một giải đấu nhỏ, và không quên nhắn nhủ rằng hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tờ Idol Thái Lan đã khuyên Quang Hải rằng nên chuyển đến Thái Lịch thi đấu khi không có được thành công ở Pau FC. Nhiều chuyên gia của Việt Nam tin rằng Quang Hải nên trở về chơi bóng tại V-League. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn duy nhất. Thái Lan cũng có thể là điểm đến thú vị. Tuy nhiên, còn phải chờ Quang Hải quyết định như thế nào về điểm đến. Đương nhiên, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cũng còn nhiều câu lạc bộ khác săn đón nữa. Vậy, chúng ta cùng nhau phân tích xem Thái Lịch có những yếu tố gì phù hợp với Quang Hải ở thời điểm hiện tại nhé. Thứ nhất, Quang Hải nên chọn Thái Lịch hơn là trở về V-League. Đó là vì chất lượng của giải đấu. Huấn luyện viên Alexander Popkin đã từng nói rằng ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh, nhưng giải bóng đá vô địch quốc gia của họ, V-League, cần cải thiện rất nhiều mới có thể nâng tầm tổng thể nền bóng đá. Để thấy rõ hơn, hãy nhìn sang Thái Lịch, giải đấu hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á. Mặc dù giải đấu này cũng cần phải cải thiện, nhưng chất lượng về mọi mặt, từ cầu thủ, sân bãi, hạ tầng, thì đây là giải đấu tốt nhất trong khu vực. Trước khi trở thành sao hạng A tại J-League, Chalathip cũng từng là cầu thủ trưởng thành tại Thái Lịch. Những câu nói của huấn luyện viên Alexander Popkin có thể gây mất lòng nhiều người. Tuy nhiên, đó cũng là những câu nói mang tính khách quan và bóng đá Việt Nam cần nhìn nhận lại chính mình. Sau thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2020 và mới đây là chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có thể đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân. Nhưng có một thực tế không thể chối cãi là bóng đá Thái Lan đang có những bước đi bỏ xa bóng đá Việt Nam từ nền móng đến thành tựu. Thứ hai, ở Thái Lịch, mức độ cạnh tranh sẽ thấp hơn League 2. Các cầu thủ không chênh lệch với nhau quá nhiều về ngoại hình. Điều này phần nào đó có lợi cho thể hình không quá lý tưởng của Quang Hải. Anh sẽ không quá bị ngợp giống như khi thi đấu tại giải hạng 2 Pháp. Và điều quan trọng là Messi Việt Nam sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên hơn, từ đó lấy lại phong độ và cảm giác chơi bóng của mình. Thứ ba, việc Quang Hải thi đấu cho Thái Lịch sẽ tốt cho sự nghiệp đội tuyển quốc gia của anh. Không giống như ở Pau FC, Quang Hải muốn trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì phải trải qua thủ tục rất rườm rà. Đội bóng nước Pháp không cảm thấy thoải mái khi để Quang Hải trở về thi đấu tại một giải đấu không thuộc hệ thống FIFA Days như AFF Cup 2022, dù cho họ vẫn cất anh trên ghế dự bị mà không sử dụng tới. Khác với Pháp, Thái Lan là một nước thuộc khu vực Đông Nam Á, nên khi các giải đấu khu vực khởi tranh thì Quang Hải cũng sẽ được về hội quân cùng đội tuyển một cách dễ dàng. Hơn nữa, việc thi đấu tại Thái cũng sẽ giúp Quang Hải phần nào nắm được lối đá của người Thái, từ đó sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam đối đầu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan trên đấu trường khu vực. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam cũng từng có hai cầu thủ đã thử sức tại Thái Lịch. Trong đó, Văn Lâm tương đối thành công ở câu lạc bộ Muang Thong United, còn Xuân Trường thì không để lại nhiều dấu ấn tại Buriram. Đây cũng là tấm gương của hai người đồng đội để Quang Hải có những cân nhắc trong việc có nên chuyển tới Thái Lịch thi đấu hay không. Còn đối với chúng ta, những người yêu bóng đá Việt Nam, đương nhiên sẽ rất chờ đợi sự hồi sinh trở lại của Messi Việt Nam và hy vọng rằng anh sẽ mang lại vinh quang cho đội tuyển Việt Nam một ngày không xa. Cuối cùng, nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy để lại cho chúng mình một like và đăng ký kênh để tụi mình có thêm nhiều động lực làm những video khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.